Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video của Mai. Và nội dung chính trong video ngày hôm nay thì Mai sẽ chia sẻ với các bạn một bí mật, một bí kíp mà Mai đã sử dụng ở nhà rất là nhiều năm nay rồi. Đó là việc điều trị mụn lưng ở nhà. Mai đã có làm những video để chia sẻ về cái việc lý do tại sao bị mụn lưng, mụn cơ thể này. Ví dụ như trên cơ thể của chúng ta thì thường ngoài mặt ra nó sẽ có mụn ở vùng lưng, vùng ngực, vùng hai bên cánh tay hoặc là cả ở vùng mông nữa. Cũng có rất nhiều người bị mụn ở vùng mông nha các bạn. Nhưng mà Mai chưa có chia sẻ với các bạn cái bí kíp này. Mà cái bí kíp này Mai đã áp dụng rất là nhiều năm nay rồi. Đó là việc chúng ta tự điều trị mụn lưng ở nhà. Thì để mà nói về cái nguyên nhân gây ra tình trạng mụn đó thì đã có rất nhiều video Mai nói rồi. Nguyên nhân chính gây ra tình trạng mụn của chúng ta đó là da của chúng ta bị bít tắc lỗ chân lông. Ở mặt, ở lưng, ở ngực là những cái vùng mà có tuyến bã nhờn hoạt động rất là mạnh. Nên là cái việc bít tắc lỗ chân lông, cái việc da của bị tăng tiết bã nhờn nhiều, đó là cái việc rất là bình thường. Và khi mà chúng ta chỉ cần lơ là một chút xíu thôi, chúng ta không chăm sóc cơ thể của chúng ta cũng như là chăm sóc khuôn mặt của chúng ta, là ngay lập tức bọn mụn nó sẽ tấn công mình luôn. Ngoài nguyên nhân là hormone nội tiết thay đổi, nó khiến cho tuyến bã nhờn hoạt động mạnh và kèm theo cái sự bít tắc lỗ chân lông, thì ở riêng cái vùng lưng á, nó sẽ có một số cái nguyên nhân chính yếu sau đây khiến cho tình trạng mụn lưng của các bạn cứ bị diễn ra hoài và dai dẳng và không có xử lý triệt để được. Thứ nhất, cái nguyên nhân đầu tiên mà Mai thấy rằng cái nguyên nhân này rất nhiều người gặp, đó là chúng ta có thói quen sử dụng các loại dầu gội đầu. Dầu gội đầu ở đây thường là những cái loại dầu gội đầu có đặc tính là dưỡng ẩm, chống rụng tóc, hoặc là nó có cái tính dầu cao, có cái hàm lượng dầu khoáng cao. Hoặc đặc biệt là những bạn mà sử dụng dầu xả, các bạn để ý vào xem, những người mà sử dụng các loại dầu gội đầu mà có tính dưỡng cao hoặc các loại dầu xả, thì trong những thành phần của những cái loại sản phẩm dầu gội hoặc dầu xả này, nó sẽ có chứa cái hàm lượng dầu nó rất là cao và hàm lượng dưỡng cũng rất là cao. Nên là khi mà chúng ta gội đầu xong, khi mà chúng ta gội đầu thì những cái dầu gội đầu đó hoặc dầu xả đó nó sẽ đọng lại ở trên lỗ chân lông của chúng ta. Có thể là chúng ta vẫn tắm nhưng mà phần nào đó nó vẫn cứ len lỏi vào trong từng lỗ chân lông trên vùng lưng của chúng ta. Nó khiến cho lỗ chân lông của chúng ta bị bít tắc và cái nguy cơ bị mụn ẩn, lúc đầu là chỉ là những mụn ẩn thôi, nó sẽ diễn ra rất là nhanh, và sau khi mụn ẩn hình thành là nó sẽ có những cái mụn viêm chảy ra. Cho nên là nếu mà bạn đang có thói quen sử dụng các loại dầu gội dưỡng ẩm hoặc là dưỡng rụng tóc hoặc là dầu xả thì hãy xem lại nhé. Chúng ta hãy thay đổi lại cái loại dầu gội đầu, hoặc là chúng ta sẽ thay đổi lại cái cách gội đầu. Thay vì chúng ta gội mà chúng ta để cho nước nó sẽ chảy xuống vùng lưng thì hãy cúi đầu xuống để cho làm sao hạn chế đến cái việc mà dầu gội đầu hoặc dầu xả nó dính vào vùng lưng. Cái nguyên nhân thứ hai đó là sản phẩm sữa tắm hoặc là các sản phẩm dưỡng body. Đó, bạn hãy thử xem những cái loại sữa tắm của các bạn có thành phần dưỡng ẩm cao quá hay không. Hoặc là những người mà thích sử dụng các loại kem dưỡng ẩm dành cho body hoặc là dưỡng trắng dành cho body thì nó cũng rất dễ gây ra tình trạng mụn trên cơ thể của chúng ta. Các bạn cứ thử để ý mà xem nhé. Cái nguyên nhân thứ ba đó là việc chúng ta không có thói quen tẩy tế bào chết. Đó, các bạn thử để ý mà xem. Đa phần chúng ta rất là chú trọng đến mặt, tuần nào cũng tẩy tế bào chết cho mặt, nhưng mà cho body, cho cơ thể, cho vùng lưng, thử hỏi là bao nhiêu bạn trong số chúng ta có thói quen tẩy tế bào chết cho vùng lưng. Vùng mặt á, một tuần chúng ta sử dụng từ 1 đến 2 lần thì vùng lưng cũng vậy. Thậm chí vùng lưng còn cần quan trọng hơn, tại vì da vùng lưng cái tế bào chết nó nhiều lắm, nhiều hơn so với vùng mặt rất là nhiều. Nên là các bạn hãy chú ý đến vấn đề này nhá. Nguyên nhân thứ tư đó là việc chúng ta mặc quần áo quá chật, hoặc cái vải mà quần áo của chúng ta mặc á nó chứa cái sợi ni lông hoặc là sợi polyester. Những cái sợi này khi mà mặc thì trang phục nó sẽ rất là đẹp, nó ôm sát vào cơ thể của chúng ta luôn, nó tạo ra những đường cong rất là đẹp, nhất là các bạn gái. Nhưng có một vấn đề xảy ra đó là những cái sản phẩm quần áo như vậy thì nó không có tính thấm hút mồ hôi. Cho nên là cho dù chúng ta mặc đẹp đó, nhưng mà cơ thể của chúng ta khi mà toát mồ hôi hoặc là tỏa nhiệt, nó không được thải ra bên ngoài, nó không được tỏa cái nhiệt ra bên ngoài, hoặc là mồ hôi nó vẫn dính lại ở trên áo và nó sẽ cọ sát với cái vùng lưng, nó dẫn đến cho chúng ta cái tình trạng là mụn ở vùng lưng kéo dài. Nên là các bạn hãy chú ý vào xem nhé. Nhất là những bạn mà hay mặc những cái trang phục mà bó sát mà vải của nó là từ ni lông hoặc là polyester. Mai rất là thích cái loại vải đó, nhưng mà cái loại vải đó khi mà chúng ta mặc mà cơ thể của chúng ta là những cái người mà có cái tiếp người là tiết ra mồ hôi nhiều thì chúng ta lại không nên mặc nhé. Nguyên nhân tiếp theo là dành cho những bạn có thói quen đi tập thể dục nhưng sau khi tập xong lại không chịu tắm ngay. Cái việc này rất dễ gặp nha. Bạn thử để ý mà xem, sau khi mà mình tập xong đúng không, thì cơ thể vừa nóng này, vừa toát mồ hôi này, bã nhờn này, rồi chất nhờn, rồi mồ hôi nó tiết ra, nó cộng thêm tế bào chết trên lưng này, rồi vi khuẩn, bụi bẩn, biết bao nhiêu thứ. Có bạn nào có thói quen tắm trước khi tập đâu, đúng không? Đa phần là chúng ta sẽ để cơ thể của chúng ta không được sạch sẽ cho lắm, chúng ta đi tập xong rồi chúng ta về chúng ta mới tắm, đúng không? Thế là lúc này á, rất nhiều yếu tố thuận lợi cho
cái việc mà sinh sôi mụn nó phát triển, vừa tế bào chết, vừa nhờn này, vừa mồ hôi này, vừa vi khuẩn này, biết bao nhiêu thứ. Thành ra là nếu mà lúc này không có mụn thì cũng hơi đáng tiếc đúng không? Thế là hãy thay đổi lại thói quen này nhé. Sau khi mà mình tập thể dục xong thì hãy lập tức tắm cho mai, càng sớm càng tốt, trong khoảng thời gian là 30 phút đến 1 tiếng là chúng ta tắm luôn. Chứ tránh cái việc là đi tập thể dục xong, đi đá bóng, đá banh xong, sau đó thì đi cà phê, đi nhậu với bạn bè hoặc trà sữa với bạn bè sau, vài tiếng sau mới về nhà để tắm là không có được nha. Các bạn hãy thay đổi nha. Cái trường hợp mà chúng ta không có về nhà ngay để tắm được thì hãy mang theo quần áo để chúng ta thay luôn ở cái phòng tập. Có thể là chúng ta sẽ không tắm ngay được lúc đó, nếu mà không có điều kiện thuận lợi thì hãy mang theo quần áo, mang theo khăn để chúng ta lau sạch mồ hôi, sau đó thì thay một cái trang phục mới. Chứ tránh cái việc mà chúng ta mặc những cái đồ mà chúng ta tập thể dục để chúng ta đi đây đi đó thì lúc này mụn nó sẽ rất dễ xảy ra nhé. Rồi, phần tiếp theo thì Mai sẽ chia sẻ với các bạn cái bí kíp của Mai. Cái phần này chắc chắn là mọi người mong chờ nhiều đúng không? Cái bí kíp trị mụn của Mai nó cực kỳ đơn giản luôn, và cái bí kíp này Mai đã chia sẻ với rất là nhiều người rồi, chẳng qua là mình quên, mình chưa quay video lại thôi. Đó là gì? Mai sẽ hình thành một thói quen một ngày Mai tắm 2 lần. Một ngày Mai sẽ tắm 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Cho dù là mình có đi làm hay đi chơi hay ở nhà thì mình cũng luôn luôn hình thành một thói quen là một ngày tắm 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Và khi mà tắm thì Mai sẽ ưu tiên chọn những cái loại sữa tắm mà nó không có tính dưỡng ẩm cao, nó chỉ là thành phần làm sạch thôi. Tại vì cái phần dưỡng ẩm là Mai sẽ đi qua cái phần kem dưỡng, chứ trong cái phần sữa tắm thì Mai sẽ chỉ ưu tiên cái bước làm sạch thôi. Các bạn sử dụng loại sữa tắm nào cũng được, không cần phải đắt tiền đâu. Thậm chí ở nhà Mai còn sử dụng Lifebuoy, Lifebuoy khổ qua hoặc Lifebuoy trà xanh, Mai thấy nó rất là ok. Cả nhà Mai đều sử dụng sữa tắm Lifebuoy. Và khi mà tắm thì Mai chỉ cho các bạn một mẹo, đó là Mai thường xuyên tắm với sữa tắm và một cái này, đó là cái bông tắm. Đây là cái mà Mai mới mua này, còn đây là cái mà đang sử dụng mà nó te tua cỡ này thôi, chắc mình phải đổi đi ha, chứ cái này kinh quá. Cái bông tắm này các bạn có thể mua ở chợ, mua ở siêu thị, bán rất là nhiều và rất là rẻ, có 10 hay mười mấy ngàn một cái thôi, mua ở chỗ nào cũng có. Nhưng mà nó hiệu quả cực kỳ tuyệt vời luôn á. Các bạn hãy tắm một ngày 2 lần bằng sữa tắm cộng thêm cái bông tắm này. Dùng cái bông tắm này á, nó vừa tiết kiệm được cái sữa tắm của mình này, chỉ cần cho một chút xíu thôi là nó tạo bọt rất là tốt. Và hơn nữa, khi mà chúng ta làm những cái thao tác chúng ta kỳ trên người á, chúng ta chà sát lên người thì nó giống như một bước tẩy tế bào chết luôn. Cho nên là nó sẽ rất là hiệu quả trong cái việc điều trị mụn cho các bạn. Rồi, cái phần này là xong rồi nhá. Cái phần này rất dễ, là các bạn bắt buộc phải thực hiện cho Mai nhé. Ai có mụn lưng thì hãy mua ngay cái bông tắm này cho Mai. Mua ở chợ, ở siêu thị bán nhiều lắm. Rồi, cái phần tiếp theo đó là gì? Hãy duy trì một thói quen tẩy tế bào chết cho vùng body, vùng cơ thể của chúng ta một tuần 2 lần cho Mai. Từ 1 đến 2 lần. Nhưng mà nếu mà bạn đang bị mụn lưng thì tốt nhất là bạn làm 2 lần cho Mai. Nếu có điều kiện thì hãy mua những sản phẩm là những cái loại muối tắm hoặc là những cái loại bột mà tẩy tế bào chết. Ví dụ như đây là cái loại bột cà phê, Mai cũng sử dụng cái này, Mai thấy là rất là ok. Nó của hãng Cocoon. Cái sản phẩm này là sản phẩm của Việt Nam, nó chiết xuất từ cà phê sạch của Đắk Lắk cộng thêm một số chất gì đó. Nhưng mà hiệu quả để tẩy tế bào chết thì nó tuyệt vời lắm. Nhưng nếu có trường hợp mà chúng ta không có nhiều kinh tế thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng bột cám gạo, bột đậu đỏ cộng thêm với sữa chua không đường hoặc là sữa tươi không đường để chúng ta tẩy tế bào chết. Cái cách này Mai thường xuyên áp dụng cho cả cơ thể luôn, không chỉ vùng lưng đâu, vùng cổ nè, vùng nách nè, vùng tay nè, vùng trước ngực nè, vùng lưng nè, vùng chân. Các bạn thử làm như vậy cho Mai, một tuần làm 2 lần cho Mai thì đảm bảo là sau khi làm xong da rất là mịn và rất là sáng. Sau khi mà áp dụng hai cái mẹo trên mà chúng ta vẫn không xử lý được mụn thì hãy bước qua cái mẹo thứ ba của Mai, đó là cái này. Cái này, không phải cái này nhá, không phải cái này, ý Mai chỉ là demo thôi. Tức là nếu mà chúng ta sử dụng sữa tắm với bông tắm, và tẩy tế bào chết mà mụn trên lưng của chúng ta nó vẫn không giảm, hoặc là một số trường hợp chúng ta bị mụn viêm, mụn li ti hoặc là chúng ta bị ngứa, thì hãy sử dụng các loại dầu gội đầu có thành phần trị gầu là ketoconazole. Tại vì ketoconazole nó là một cái hoạt chất để nó kháng viêm, trị nấm rất là tuyệt vời, rất là hiệu quả. Nên là các bạn có thể ra nhà thuốc hoặc là trong siêu thị mua những cái loại dầu gội trị gầu có thành phần là ketoconazole, ví dụ như là Nidoran này, hoặc là Mai đang sử dụng cái này, Jasunni, thì cái này nó sẽ có thành phần ketoconazole là 15mg trên một cái chai này, và nó có chứa một số hoạt chất khác. Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng mà xem, nó vừa trị gầu, tại vì đôi khi mà mình bị gầu là mình sẽ sử dụng cái này, hoặc là cái Nidoran Mai cũng hay sử dụng nữa. Thì với một số trường hợp mà chúng ta bị mụn lưng, mà nhất là cái trường hợp là mụn li ti mà nó kèm theo là đỏ, ngứa, thì các bạn hãy thử mà xem, mua cái sản phẩm mà có thành phần là ketoconazole để chúng ta xử lý mụn lưng, nó cực kỳ hiệu quả luôn đó các bạn.
sau 1 tháng á, khi mà các bạn sử dụng cái này á, thì 1 tuần các bạn sẽ tắm cho Mai khoảng 3 lần. Tức là chúng ta sẽ tắm cách ngày. Bình thường thì chúng ta sẽ tắm sữa tắm bình thường thôi đúng không? Và 1 tuần sẽ thêm vào cho Mai, là sau khi tắm bằng sữa tắm bình thường xong thì hãy sử dụng cái dầu gội này thoa hết lên trên vùng lưng, thoa trong khoảng thời gian là 5 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ tắm lại bằng nước sạch. Thì đảm bảo với các bạn là sau 1 tháng cái tình trạng mụn lưng của chúng ta cải thiện nhiều lắm luôn á. Các bạn cứ thử mà xem. Rồi, nếu mà các bạn sử dụng cả 3 phương pháp trên mà mụn lưng của các bạn không giảm thì hãy qua cách thứ tư. Mai đảm bảo là với cách thứ tư thì chắc là nó sẽ phải khỏi đó. Đó là hãy đưa vào cái việc dưỡng da hàng ngày của mình không phải là những loại kem dưỡng dành cho body mà là BHA. BHA nha các bạn, BHA của hãng nào cũng được, tại vì vùng lưng thì không cần phải quá kén chọn. Nhưng mà Mai highly recommend cho các bạn sản phẩm BHA của hãng COSRX, tại vì cái này giá thành nó vừa phải và Mai cũng sử dụng rất là lâu rồi. Tức là sau khi mà mình tắm xong nha, thì các bạn hãy xịt cái này ra bông tẩy trang và chúng ta sẽ lau hết trên vùng lưng của chúng ta và chúng ta dễ bị mụn. BHA thì nó sẽ giúp gì? Làm sạch nhờn, làm thông thoáng lỗ chân lông và nó cũng giúp kháng viêm kháng khuẩn nữa. Cho nên là BHA cái này thì dành cho mặt nhưng mà dùng cho vùng lưng cũng rất là ok. Hoặc nếu có điều kiện, hoặc là cơ thể của chúng ta bị những cái loại mụn viêm, tức là sờ vô nó đau, nó đỏ, thì hãy bổ sung cho Mai một cái loại kem trị mụn có thành phần là salicylic acid và kháng sinh clindamycin trong cái chai Medicode này. Cái chai này là Mai sử dụng cho mặt luôn, nhưng mà khi mà Mai bị mụn ở vùng lưng á, thì mình sẽ sử dụng cái này lên trên vùng lưng luôn, thì thấy là nó tuyệt vời luôn các bạn. Còn nếu mà cái trường hợp là chúng ta sẽ khó thoa cái này trên vùng lưng thì các bạn sẽ có thể qua cho Mai một cái nữa, đó là chai xịt mụn. Cái chai này, cái nắp này, nó là chai xịt mụn lưng. Thì thành phần chính của nó cũng là đâu Mai xem nào. Mai lại không để cái vỏ đó ở đây. Thành phần chính của cái chai này cũng là salicylic acid để nó giúp thông thoáng lỗ chân lông. Nhưng mà cái chai này thì nó đắt hơn so với cái chai này. Các bạn hiểu không? Các bạn rõ chỗ này chưa? Chứ là một lời khuyên của Mai đó là gì? Chúng ta hãy can thiệp từ từ chứ không cần phải mua quá nhiều sản phẩm trong cùng một lúc. Hãy bắt đầu bằng việc tắm bằng cái bông tắm này. Với các loại sữa tắm không có tính dưỡng ẩm cao, hoặc là nếu đang sử dụng các loại kem dưỡng dành cho body thì bỏ nó qua một bên để chúng ta trị mụn xong thì chúng ta mới dùng lại. Và hãy duy trì cái thói quen tẩy tế bào chết cho vùng lưng 1 tuần 2 lần cho Mai nha. Sử dụng tẩy tế bào chết cho vùng lưng loại chuyên biệt hoặc là cám gạo, bột đậu đỏ cũng được, vẫn là rất là hiệu quả. Sau đó nếu mà không hiệu quả nữa thì hãy bổ sung vào cái sản phẩm dầu gội trị gầu nhưng mà lại dùng cho vùng lưng, đó là thành phần ketoconazole, mua ở nhà thuốc nào cũng có. Rồi sau khi mà chúng ta làm ba cái đó mà vẫn không hiệu quả thì hãy đưa vào cái lưng của mình sản phẩm BHA sau khi mà mình tắm xong. Còn nếu mà có trường hợp là bị mụn viêm thì hãy phối hợp thêm với salicylic acid và clindamycin, đảm bảo với các bạn nó sẽ hiệu quả cho cái mụn lưng của chúng ta rất là mạnh mẽ. Còn cái trường hợp mà chúng ta bị mụn lưng cả lưng luôn á, mà chúng ta khó mà chúng ta bôi bằng những cái sản phẩm này, thì các bạn hãy bổ sung cái chai xịt mụn lưng. Cái chai này của cái hãng này thì Mai đang sử dụng thử, nhưng mà Mai thấy là nó không thích bằng cái hãng Acnicare. Acnicare là cái hãng mà dược mỹ phẩm mà Mai thấy là cái giá thành nó vừa phải này, cái hiệu quả nó cao hơn so với cái chai này. Thì chẳng qua là bình thường là mình sử dụng Acnicare, nhưng mà bữa nay là mình không còn bị mụn lưng nhiều nữa, mình chỉ thỉnh thoảng mình mới có một nốt thôi, nhưng mà mình đang test cái này. Còn cái này thì Mai thấy là nó cũng có hiệu quả, nhưng mà gọi là để recommend cho các bạn thì Mai sẽ recommend cái sản phẩm là xịt mụn lưng Acnicare, và Mai sẽ để hình ở đây cho các bạn sẽ dễ dàng hình dung nhé. Các bạn có thấy đơn giản không? Những cái chia sẻ mà Mai dành cho các bạn là những cái mà Mai đã áp dụng từ thực tế rồi, và các bạn hãy thử và xem. Không cần đến spa điều trị, không cần đến thẩm mỹ viện và không cần uống thuốc luôn. Cứ làm những cái cách mà Mai hướng dẫn đi. Chừng nào mà làm xong trong khoảng thời gian từ 1 tháng đến 3 tháng mà tình trạng mụn lưng của các bạn không thuyên giảm thì các bạn hãy đến spa để điều trị. Vì những cái cách này nó không tốn tiền, nó dễ thực hiện, làm ở nhà ai cũng có thể làm được. Trong khi đó đến spa một lần điều trị nó mất cả 1-2 triệu đó mà có thể là hiệu quả, còn nó chưa chắc đã bằng cái này đâu. Trong cái việc mà chăm sóc da, Mai luôn ưu tiên đến các sản phẩm ở nhà. Nên là Mai hy vọng rằng những nội dung trong video này nó sẽ giúp ích cho các bạn nhé. Nếu mà các bạn thấy nó có ý nghĩa và có thể là dễ thực hiện thì hãy tặng cho Mai một like, một share để Mai có thêm tinh thần và động lực làm những video tiếp theo chia sẻ với các bạn nhé. Xin chào.